U17 Việt Nam dự vòng chung kết U17 châu Á 2025 với tư cách một trong năm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất ở vòng loại. Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo có rất nhiều cơ hội để giành quyền dự FIFA U17 World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Tháng 3 năm 2024, Liên đoàn bóng đá thế giới đưa ra hai thay đổi lớn khi nâng số đội dự FIFA U17 World Cup lên 48 đội. Ngoài ra, giải đấu này sẽ được tổ chức thường niên thay vì 2 năm một lần. Sau đó, Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC, xác nhận 8 đội xếp cao nhất ở giải U17 châu Á 2025 sẽ được dự World Cup. U17 Việt Nam có thể nghĩ về giấc mộng World Cup ở hoàn cảnh hiện tại. Giải U17 châu Á có 16 đội tham dự gồm chủ nhà Ả Rập Xê Út, Triều Tiên, Afghanistan, Hàn Quốc, Thái Lan, Uzbekistan, Australia, UAE, Yemen, Tajikistan, Trung Quốc, Indonesia, Việt Nam, Oman, Iraq. 16 đội bóng được chia làm 4 bảng. Mỗi bảng 4 đội và thi đấu vòng tròn một lượt tìm ra hai đội nhất, nhì mỗi bảng vào tứ kết. 8 đội vào tứ kết nghiễm nhiên giành quyền tham dự U17 World Cup 2025. Thực tế, nếu gặp may mắn trong lễ bốc thăm giải U17 châu Á, việc U17 Việt Nam vượt qua vòng bảng không phải chuyện bất khả thi. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Cristiano Ronaldo, U17 Việt Nam cải thiện đáng kể chất lượng phòng ngự. Việt Anh và đồng đội chỉ thua một bàn trong 3 trận gần nhất. Ở giải giao hữu CFA Team China 2024, U16 Việt Nam thắng cả Nhật Bản và Uzbekistan. Nhà cầm quân người Brazil sẽ sớm bắt tay vào quá trình chuẩn bị cho giải U17 châu Á 2025. Ông Roland nói, công việc chuẩn bị cho tương lai phải được thực hiện mỗi ngày. Ngày nào chúng ta cũng phải luyện tập, dù ở câu lạc bộ hay đội tuyển. Ở cương vị của mình, tôi chỉ có thể lựa chọn cầu thủ tốt nhất ở từng thời điểm. Quan trọng là các em thể hiện sự thích nghi, ham học hỏi, cần cù. Tất nhiên mỗi ngày đều sẽ có biến số, quan trọng là chúng ta ứng biến ra sao để thích nghi và có được sự chuẩn bị tốt nhất. Tôi đánh giá các cầu thủ của mình đã rất thông minh, biết cách xử lý trận đấu, biết phải làm gì để đạt được mục tiêu dự vòng chung kết U17 châu Á. Công việc của tôi là sử dụng các cầu thủ nào ở vị trí ra sao, thời điểm nào. Đội tuyển U17 Việt Nam đang nắm giữ cơ hội lớn để lần đầu tiên góp mặt tại FIFA U17 World Cup 2025. Sau khi giành vé dự vòng chung kết U17 châu Á 2025 với tư cách một trong năm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo được hưởng lợi từ việc FIFA nâng số đội tham dự lên 48 đội và tổ chức thường niên. 8 đội dẫn đầu giải U17 châu Á 2025 sẽ giành quyền dự World Cup. Với việc U17 Việt Nam thể hiện phong độ ấn tượng và cải thiện đáng kể khả năng phòng ngự, việc vượt qua vòng bảng giải đấu châu lục hoàn toàn trong tầm tay. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Cristiano Ronaldo, U17 Việt Nam đang hướng đến mục tiêu chinh phục giấc mơ World Cup.